Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là Wood Noob MC đây. Thì hôm nay đây là lần đầu tiên mà mình show giọng. Thì mình mong các bạn không chê trách vì cái giọng mình nó hơi trẻ trâu, vì mình chưa bể giọng đâu. Ok, thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều trong những thời gian vừa tới. Thì hay giữ lời hứa của mình thì mình sẽ show giọng cho các bạn coi nha. Nghe nó hơi trẻ trâu nhưng các bạn thông cảm. Ok, giờ mình sẽ qua màu xám. Mình sẽ bắt kiểu bình thường. Mình không bắt mấy kiểu mà để ship đâu, tại vì nó không để ship chứ. Bởi vì nó nguy hiểm vậy cái đấy à. Ôi. Hello, mình đây bạn ơi. Mình đây. Mình đây, mình đây, mình đây, mình đây, mình đây. Té. Ok ok ok. Ôi Honey hot game rồi. Xấu thế, đậu xanh. Honey tức xong hot game bạn ơi. Vãi cứt. Ok, ấy à, lắc lắc. Xin lỗi bạn mình hay lắc. Không biết là do wifi mình lắc hay là cái server nó lắc nữa. Best World Will Make In 2013. What the hell. Đoạn cốp của giường cái. Giờ sẽ qua nhà hàng xanh nước. Xanh nước bắt chậm thế. Bạn bắt như thế là chết rồi. Hello bạn. Khỏe không bạn? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Không máu, không máu. Ui ui, ui kinh ơi, ui. Mình xin bao nhiêu kim cương nha. Bạn. Ui ui. Để tí mình, chết mẹ mình hết sắp hết lóc rồi. Ui, may quá. Đây có bạn Awa kế bên được. Mình sẽ mượn ké nhà bạn này để ướp một số đồ. Bạn xanh lái với bạn xanh kia mình chít nhau. Ok ok. Ok đòn. Ok ok, mình sẽ đi lấy giáp sắt. Đúng rồi, mình đang cần giáp sắt. Với một cục TNT làm gì. Mình sẽ không bao giờ mà gọi là lấy TNT để đập phá giường người ta đâu. Mình lấy TNT để mình nhảy đó. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng mà chết cha, có đứa bên nhà mình rồi. Ồ xong nát đi bạn trắng phá nhà mình. Trời ơi bạn chơi xấu quá. Đây rồi, thấy bạn nhà bạn ơi. Mình sẽ qua báo hù trợ xa bạn luôn. Bạn phá nhà mình, bây giờ mình cũng sẽ phá nhà bạn thôi. Ủa ôi các bạn lắc. Xong. Trơn trơn trơn. Kìa hai bàn trắng rồi. Đi một kiếm sắt. Với một số đồ định tình. Trời ơi lắc. Lắc quá. Ôi bạn trắng hẹo luôn rồi. Bạn trắng bị giết bể bằng vàng. Thiệt là vái chữ. Hello bạn vàng, mình tới bạn đây. Bạn cũng bị bể giường rồi, nên mình cũng bao bạn luôn. Ui, bạn kinh rồi, bạn này kinh quá. Ui, kinh quá. Ui, bạn kinh quá. Ui, 10 viên kim cương luôn bạn ơi. Ui, mình được lắc cú. Ui, shit. Rồi, qua em. Đấy, các bạn thấy không, giờ lắc nó có tác dụng mà đấy, đậu xanh. Không ngờ như pha đó mình được cứu ấy, đậu vọng. Oh my god. Thật là bái chữ các bạn ạ. Giờ ok. Hợp mình lúc mình hơi bất cứ. Trời ơi. Còn hai tim à. Xanh nước hả. Xanh nước ok. Mình sẽ qua xanh nước. Xanh nước nãy mình có thấy. Mà lúc đó mình chưa có block nên mình không đi được. Xanh nước có bắt qua nhà bạn vàng. Khoan giờ mình sẽ đi kiếm nhà xanh nước kìa. Mình thấy bạn ơi.
Bạn xin nước tới rồi. Cho mình xin cái giường của bạn nha. Ái ui ui. What the fuck? Ủa ơ, mình tưởng mình văng súng rồi chứ, đậu xanh. Ok, mình không quan tâm. Ok, anh tới rồi, anh tới rồi. À, anh tới rồi, dạ vô. Ok. Mình bị chậm, mình đi làm chậm, mình đi làm chậm. Oh yes. Ok. Thì đây chỉ là video mình sao cái giọng thôi nên không có gì đặc biệt đâu, nên các bạn thông cảm giùm mình. Ok. Thì bye các bạn, chào mừng các bạn. Tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo. See ya.